Thưa quý vị, clip ngắn vừa rồi cũng chính là những hình ảnh giới thiệu tới quý vị nội dung chính tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn câu chuyện thiếu nước và giữ nước của những người dân sinh sống ở khu vực cao nguyên đá Đồng Văn, nơi địa đầu của Tổ quốc, ngày hôm nay chương trình đã mời tới trường quay Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Cao Minh đến từ Viện Địa chất. Xin được cảm ơn Phó giáo sư đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào. Và vâng, thưa quý vị, và ông cũng chính là người đã từng lăn lộn khắp 4 huyện của vùng cao nguyên đá Đồng Văn để cùng nếm trải cuộc sống khó khăn khi thiếu nước và cùng với các nhà khoa học đưa ra giải pháp công nghệ hồ treo, tức là hồ nhân tạo được xây dựng trên núi đá nhằm dự trữ nước. Nhờ vào đó mà vài năm trở lại đây, vùng cao nguyên đá đã đỡ khát nước hơn vào mùa khô. Trước hết xin được mời quý vị khán giả cùng với Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Cao Minh, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một phóng sự do nhóm phóng viên của Nông thôn Chuyển động đã thực hiện trong những ngày qua. Xin mời. Mỗi ngày, chị Vư Thị Trơ phải cõng 20 can nước như thế này để về nhà dùng. Bởi ngoài ăn uống, sinh hoạt, nhà chị còn nấu rượu. Từng can nước gùi về được giữ ở trong cái chum to đặt trước cửa nhà. Bây giờ lấy nước còn gần, chứ ra Tết phải đi xa lắm. Nước này là nước nấu rượu thôi. Nước để uống được luôn thì phải đi vào tận trong khe núi xa hơn nhiều. Phải tiết kiệm, cả nhà cùng rửa một chậu nước rửa mặt thôi. Thói quen này được hình thành ở những người Mông ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Bởi cứ đến tháng 10, tháng 11 cho đến tháng 5 năm sau, cả cao nguyên đá bước vào mùa khô hạn. Bà Ly Thị Trở năm nay đã gần 70 tuổi, vẫn hàng ngày vào khe đá gần nhà để lấy nước. Vất vả mới đem được nước về nhà, nên bà dùng nước rất tiết kiệm. Mỗi một gia đình ít cũng phải 5 can thế này là đủ. Có những thời gian trong cái vách núi kia cũng hết thì phải đi khoảng 10 cây thì mới lấy được nước về, nhưng mà có phải là đi đường bằng đâu, lên dốc xuống dốc. Để thích ứng với điều kiện thiếu nước, người Mông nơi đây phải tính toán sản xuất sao cho phù hợp nhất. Họ nuôi bò làm sức kéo và trồng ngô, trồng cải hàng năm. Bởi địa hình núi đá và thiếu nước vào mùa khô, chỉ có con bò, cây ngô, cây cải mới phát triển được. Như ở nhà thôi thì đất ít thì phải khó làm đấy. Ở đây thì chỉ nuôi được bò thôi, như trâu thì không nuôi được. Không có nước, nó sống được. Nó không sợ rét. Mỗi năm trồng một vụ ngô, một vụ rau thôi mà thiếu nước tưới lắm. Về trên 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang thì nếu về sản xuất lúa nước là gần như là rất ít, vì là do thiếu nước, do không có các dòng chảy tự nhiên. Đối với nước sinh hoạt thì do thiếu nước nên cái người dân ấy, để đi lấy nước khi chưa có các cái công trình trước đây phục vụ nước sinh hoạt là rất tốn kém. Từ bao đời nay, nước luôn là vấn đề hóc búa đối với các thế hệ sống trên đá, chết vùi trong đá, ở cao nguyên đá Đồng Văn. Vâng, thưa Phó giáo sư, mà chắc hẳn là ông vẫn còn nhớ những cái hình ảnh khi mà người dân phải chia nhau từng chút nước một để có thể sinh hoạt ở cao nguyên đá Đồng Văn khi mà đặt chân tới khảo sát nơi đây, đúng không ạ? Thì có lẽ cái ấn tượng mãi tức là bà con thì gùi nước, và đặc biệt nhất là các cái cháu nhỏ. Đi giữa trời nắng, và có lẽ một cái ấn tượng mà cũng hơi gây cho mình một cái suy nghĩ, đó là trong những trận mưa để thỉnh thỉnh nhỏ quá, có những vũng nước lớn một chút thì các em các cháu nó đổ xô đến để nó tắm, để nó nô đùa nghịch. Thì đối với miền xuôi thì cái vũng nước ấy thì không là gì cả, nhưng đối với lại các cháu ở cao nguyên đá thì rất là lạ và quý. Vâng, có lẽ là ở những vùng xuôi như chúng ta thì có những cái vũng nước đôi khi nó lại trở thành những cái trở ngại, những cái sự không thoải mái, đúng không ạ? Tuy nhiên ở trên một cái vùng cao như vậy, ở những cái nơi mà thiếu nước thì điều đó thực sự là đáng quý đối với các em nhỏ của chúng ta. Tuy nhiên thì Phó giáo sư có thể chia sẻ lý do vì sao mà khu vực này mỗi năm lại phải sống ở trong cảnh thiếu nước trầm trọng như vậy ạ? Lý do cái nguyên nhân ấy là nguyên nhân tự nhiên, cái nguyên nhân ở đây xuất phát từ cái hiện tượng người ta hay quen gọi là hiện tượng caster hóa đá vôi. Những vùng đá vôi thì bao giờ cũng có hang động và hang khốc. Thì ở những vùng thấp như là Ninh Bình hay là Thanh Hóa chẳng hạn, thì cái nước ở vùng ấy rất sẵn trong đá vôi. Thế nhưng mà ở cái vùng như cao nguyên đá Đồng Văn thì cái nước ngầm nó có, nhưng nó nằm rất sâu, mình rất khó khai thác.
và cái nước mặt cũng thế, nước mặt cũng có con sông Nho Quế là sông lớn ở đấy, thế nhưng mà nó còn cách cái chỗ dân ở là thấp hơn dân ở khoảng gần một hơn 1.000 mét, hơn 1.000 mét. Và cái nguyên nhân này là do cái quá trình địa chất, cái lịch sử địa chất nó để lại. Thế đây là cái vùng cao nguyên đá mà nó không ngừng nâng lên trong khoảng mấy chục triệu năm vừa rồi, và nó tạo lên một cái chênh lệch về cái địa hình mà dân ở với cái nước ngầm và nước mặt rất là lớn. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ đến với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, với những vị khách du lịch thì cao nguyên đá Đồng Văn được biết đến là công viên địa chất toàn cầu. Thế nhưng ít ai biết rằng cuộc sống của những người dân cao nguyên đá này không chỉ phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt mà còn thường xuyên phải trong cảnh thiếu nước ăn và sinh hoạt từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau. Vài năm trở lại đây, với sự xuất hiện của gần 200 hồ nước được xây dựng bên vách núi đá đã giúp cho con đường lấy nước trong mùa khô bớt vất vả hơn. Tình trạng thiếu nước cũng đã được cải thiện phần nào. Hồ treo thôn Sáng Ngài là hồ thứ tư được xây dựng tại xã Sủng Là. Hồ có khả năng chứa được 3.000 mét khối nước mưa và nước từ khe núi chảy về. Kể từ khi hồ được đi vào sử dụng, thay vì phải đi lấy nước ở khe đá hoặc hồ treo của xã khác mất hàng ngày trời, nay anh Vừa Mí Lình có thể dễ dàng đi xe máy chở nước từ hồ treo về nhà chỉ mất khoảng 30 phút. Xưa không có thì đi lấy tận trên núi ở trên, thì đi lên trên đấy là dốc mà mệt nữa, thì một ngày mình chỉ lấy được có 2 lần thôi, nhưng mà sáng sớm là đi sớm, xong là chiều là mình phải mò đi rồi về đến nhà mình chưa tối. Chở nước xong, anh có thể tranh thủ rửa luôn xe máy, còn các chị phụ nữ trong thôn đem quần áo ra giặt ở phía bể nước bên ngoài hồ treo. Trước đây thì cái già xa lắm, nhưng mà bây giờ thì nó với tốt lắm rồi, bởi vì xây đường bể thì nó tốt rồi, đi cũng không khó nữa, mà nó còn gần hơn nhà mình ấy. Vào mùa khô, để có đủ nước cho một hộ gia đình từ 5 đến 6 người đã khó. Để đủ nước cho cả một trường học càng nan giải hơn bao giờ hết. Trường Phổ thông Dân tộc Bán Trú, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn. Kể từ khi có hồ treo Xà Phìn, cứ một tháng, các thầy cô lại kéo nước từ hồ về các bể phục vụ cho 300 học sinh và gần 30 thầy cô giáo. Từ trước đây là chưa có hồ treo thì chúng tôi 100% hiện nay là sử dụng là nước mưa, có bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu, sau đó thiếu thì làm tờ trình xin huyện để huyện cấp và cấp nước về. Tuy nhiên những năm gần đây thì được có đầu tư về hồ treo, cho nên là chúng tôi cũng đã đỡ đi phần nào. Tuy nhiên là về dẫn nước từ hồ treo về đây là cũng trên 700 đến 800 mét. Chúng tôi phải dẫn ống nước từ tương đối xa về với nhà trường. Đấy, chúng tôi cũng phải hết sức là tiết kiệm nước trong quá từ cách nấu ăn rồi rửa rau cho đến là tắm cho các em học sinh. Các cháu về nhà cũng rất là hạn chế việc tắm. Đến trường thì các cháu được tắm thường xuyên hơn và nhiều hơn. Ở đây có nước nóng và nước lạnh. Tán nước nóng thì tán nước nóng và thích tán nước lạnh thì tán nước lạnh. Ngày xưa thì không có nước thì giống rất là vất vả. Cả vùng cao nguyên này đã có gần 200 hồ nước trải rộng khắp 4 huyện Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn. Tuy nhiên, theo tính toán, vẫn còn gần 270 hồ rất cần được đầu tư xây dựng để cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng cao. Bởi các hồ mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% người dân có nước dùng vào mùa khô. Phần lớn gần 80% người dân còn thiếu nước sinh hoạt, nước sạch và nước sản xuất. Chúng tôi đang bắt đầu triển khai theo đúng lộ trình, nhưng hiện nay cái khó là gì? Cái ngân sách, kế hoạch thì có, nhưng cái kinh phí thì chúng ta phải dựa vào kinh phí của từng giai đoạn. Bao đời nay, cao nguyên đá Đồng Văn luôn được biết đến như một trong những vùng đất khô hạn nhất cả nước. Để có bát nước uống, nồi cơm chín, người dân phải vượt qua hàng chục km đường núi đá để chất chiêu từng giọt nước. Nằm treo leo trên núi đá, những hồ treo dù còn ít ỏi nhưng đã thỏa phần nào cơn khát của bao nhiêu thế hệ nơi cao nguyên đá Đồng Văn. Vâng, thưa Phó Giáo sư Vũ Cao Minh, được biết là trước đây thì người dân ở trên vùng cao nguyên đá đó phải mất từ 2 cho đến 3 tiếng mới tới được khe đá có nước, thì nay người dân chỉ cần mất tới là 30 phút thôi là có thể đến được các hồ treo và lấy nước về dùng rồi. Thì thực sự là hồ treo được coi là một giải pháp cung cấp nước cho bà con vào mùa khô.
Vậy thì không biết là ông có thể chia sẻ cho khán giả được biết về những ưu nhược điểm của công nghệ hồ treo khi mà áp dụng ở cao nguyên đá Đồng Văn được không ạ? Theo tôi nó có hai cái hạn chế. Một là cái lượng nước cũng chưa phải là dồi dào. Còn ta có thể nói thẳng là còn nhỏ. Cho nên là chưa đáp ứng hết được cái nhu cầu của bà con này. Bà con ở đấy. Thứ hai nữa là cái chất lượng nước cũng chưa được tốt lắm. Do cái thiết kế của mình nó chưa đảm bảo cái chất lượng cao được, cho nên về vẫn phải trông cái vỏ hồ nước nó hoặc là xanh hoặc có màu cái gì đó thì nó vẫn có cái hạn chế. Còn tôi nói thêm một cái góc độ nữa mà có lẽ tôi quan sát được, đấy nó làm cho cái môi trường khô của cao nguyên đá nó có duyên hơn một chút, nó có hồ nước nó long lanh một tí, thì đấy là cái việc một môi trường. Và thứ hai là về văn hóa, nó thực sự anh Minh ạ, nó cũng là một cái điểm hẹn của rất nhiều người, nhất là những đôi thanh niên. Liệu chúng ta có những cái giải pháp khắc phục nào để giúp cho cái công nghệ này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân không ạ? Vấn đề đầu tiên là vấn đề nguồn nước. Nguồn nước thì phải làm sao mà mở rộng cái nguồn nước, phải điều tra phát hiện, phải biết khi biết được nguồn nước rồi thì lại phải có cái công nghệ để thu được nhiều nước hơn. Thì như vậy cái lưu lượng trữ vào cái hồ nó nhiều hơn. Đấy, còn về cái mà cái chất lượng nước trông nó không phải nó gây một cái mỹ quan nó không được tốt thì bây giờ có cái cách là phải lọc ngay từ nguồn. Có nhiều giải pháp lắm, nhưng có bằng cái biện pháp gọi là kín hóa cái nguồn nước, xong rồi còn có cái biện pháp thêm là lọc ngay ở hồ nước. Trong lúc chúng ta tiến hành xây dựng những cái hồ treo đó ở cao nguyên đá Đồng Văn, ở một nơi mà địa hình rất là hiểm trở như vậy, thì có những cái khó khăn và cũng như là có những cái thuận lợi như thế nào ạ? Có lẽ cũng là cái thời điểm cách đây hơn 10 năm thì cái nhận thức của bà con nó cũng còn chưa phải là đáp ứng được cái yêu cầu lần đầu. Lúc đầu thì vận động bà con đồng ý, nhưng sau khi bà con đồng ý rồi thì bà con lại, một thời gian chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch để thực hiện thì bà con lại lùi lại, tức là không đồng ý. Thế là hoặc là bà con cũng còn có cái là ví dụ như mà cái chỗ mà đang trồng ngô thì đừng không làm được, để phải đến sau thu hoạch ngô thì mới tiến hành được. Cho nên đôi khi về cái khó khăn như vậy mà chúng tôi chậm về thời gian thực hiện. Còn cái thuận lợi cơ bản là cái thuận lợi mà được sự hỗ trợ rất tích cực của lãnh đạo tỉnh Hà Giang, lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, lúc đó gọi là Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó sư Vũ Cao Minh. Thưa quý vị, từ năm 2002 cho đến nay thì tỉnh Hà Giang đã và đang xây dựng được gần 200 hồ treo chứa nước sinh hoạt ở cả 4 huyện vùng cao nguyên đá. Tuy nhiên, theo tính toán vẫn còn gần 270 hồ rất cần được đầu tư xây dựng để cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng cao. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp khắc phục sự xuống cấp của các hồ treo bởi thời gian và điều kiện tự nhiên cũng đang được các nhà khoa học và chính quyền địa phương đặt ra sau nhiều năm sử dụng. Hồ treo đáy cạn nước, thành hồ mọc rêu. Đáy hồ chắp vá những vết nứt chằng chịt. Đây là thực trạng đã kéo dài gần 6 năm nay của hồ treo Trái Tim ở xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cái hồ này thì là lúc công ty được nước thì đi kiểm tra thì là do cái đáy nó cũng nứt nẻ nên là cũng xã cũng sửa chữa rất nhiều lần, nhưng mà bà cái xi măng nho nhỏ thế nên là cũng không có kỹ thuật gì để tu sửa, thế nên là nó cũng không chứa được nước. Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh lên tiếp xúc cử tri thì cũng có kiến nghị và cũng có kiến nghị lên huyện, nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì đầu năm 2018 này thì bản thân tôi cũng trực tiếp đi làm việc với lại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang là sẽ đề nghị lên tu sửa, và cũng là các cái phương án tu sửa hết rồi, nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy lên tu sửa gì cả. Hồ Trái Tim là hồ treo đầu tiên được khởi công xây dựng ở huyện Đồng Văn vào năm 2002 trong chương trình xây dựng hồ treo trên núi của chính phủ. Với dung tích chứa 3.000 mét khối nước, việc tích nước từ các mạch nước phát lộ trong mùa mưa đã giúp hồ Trái Tim Xà Phìn cung cấp nước sinh hoạt cho 200 hộ dân nơi đây trong mùa khô. Tuy nhiên, đến năm 2012, tức là sau 10 năm sử dụng, hồ bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Đến năm 2014, hồ hỏng hẳn, không còn khả năng tích nước.
nó có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản là những cái khi mà chúng ta làm, chúng ta cái gọi là cái địa tầng của nó thay đổi, nên do vậy là có những cái nó thất bại. Và hai nữa là nước có thể năm nay có thể là giai đoạn này nó chứa được, nhưng khi thay đổi về cái địa chất thì chỗ đó nó lại không đủ nước. Chính không đủ nước thì đây là một điều kiện nó nứt nẻ và nó sẽ thoát nước. Tính từ năm 2007 đến năm 2017, tại 4 huyện vùng cao nguyên đá Hà Giang đã xây dựng 115 hồ treo với tổng dung tích chứa khoảng 406.000 mét khối. Trong đó, huyện Mèo Vạc có 26 hồ, huyện Đồng Văn có 41 hồ, huyện Yên Minh 26 hồ và huyện Quản Bạ có 22 hồ. Tổng kinh phí được phê duyệt để xây dựng các hồ treo là trên 1,3 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu của 115 hồ là cung cấp nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần 24% dân số, khoảng 70.000 người. Đến nay, các hồ đã cấp nước cho khoảng trên 50,5 nghìn người, đạt gần 21% dân số của 4 huyện. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, Hà Giang tiếp tục đầu tư để xây dựng tiếp các hồ treo. Dự tính đến năm 2020, có trên 95% dân số của 4 huyện cao nguyên đá được sử dụng nguồn nước từ các hồ treo này với 40 lít một người một ngày đêm. Kế hoạch thì có, nhưng cái kinh phí thì chúng ta phải dựa vào kinh phí của từng giai đoạn. Nên như vậy là chúng tôi dành ưu tiên một cách tuyệt đối không sử dụng vào cái nguồn gì khác khi đã được cấp kinh phí cho cái việc xây dựng hồ treo. Việc triển khai thi công hồ treo còn gặp nhiều khó khăn do 3/4 diện tích của cao nguyên đá Đồng Văn là núi đá vôi và đá tai mèo. Địa hình hiểm trở, khó khăn cho vận chuyển nguyên vật liệu. Một mùa khô nữa đã bắt đầu ở cao nguyên đá Hà Giang. Để thiếu nước không còn là nỗi ám ảnh đối với đồng bào nơi đây, ngoài việc triển khai xây dựng tiếp các hồ treo, địa phương này cũng cần nghiên cứu các phương án khai thác hiệu quả những hồ treo đã được xây dựng. Vâng, thưa Phó Giáo sư, cũng có các chuyên gia cho rằng là hồ treo là một giải pháp tốt để có thể cung cấp nước cho vùng cao nguyên đá. Tuy nhiên thì đây chưa phải là giải pháp tối ưu hoặc là chưa thực sự đồng bộ. Vậy thì bởi vì đặc thù của vùng này là cao nguyên lộng gió cho nên là sự bốc hơi nước là rất nhanh. Nên dù có xây hồ treo mà không tính đến phương án này thì cũng rất là khó để giữ được nước. Vậy thì không biết là Phó Giáo sư có nhận xét như thế nào về ý kiến này ạ? Theo cái tài liệu về đo bốc hơi của ta đấy, thì anh cứ mường tượng là hồ nó có 3 phần thì mỗi đằng bốc hơi được 1/3. Đấy, hoặc là hơn 1/3. Thế nên là làm thế nào để mà ta khắc phục được cái yếu điểm này? Thì tôi cho là hiện nay là trên thế giới và cũng đã có những công nghệ để giảm bốc hơi. Thì hiện nay các cái cán bộ của Viện Địa chất của Viện Hàn lâm cũng đang nghiên cứu cái này để có thể là sớm cái khắc phục cái yếu điểm mà như anh nói. Hồ treo sau khi mà được xây dựng thì chúng ta cần phải quản lý và khai thác như thế nào để có thể đem lại hiệu quả cao nhất ạ? Đây là điểm yếu nhất của ta. Đấy. Khi trong cái giai đoạn trước đấy, tức là trong giai đoạn 10 năm vừa rồi, thì chúng ta làm xong thì bà con cứ ra lấy nước thôi. Đấy, bà con có thể xuống tận đi bộ, chân còn lấm đất thì cứ lội vào hồ xong rồi múc nước rồi giặt ngay xà phòng ngay ở bên miệng cái hồ, thì nó ảnh hưởng đến chất lượng nước. Cái quản lý đó thì lúc đầu cũng ta chưa hình thành tốt. Trong mấy chục xã của cái cao nguyên ấy thì có một dần dần nó hình thành. Do nhu cầu nó hình thành thì cũng có được vài ba xã có cái mô hình tổ chức tốt, tức là họ cử ra một cái nhóm đấy, để quản lý cái hồ trực tiếp đấy. Kể cả là tổ chức bơm nước lên cho bà con các thứ. Thì những cái nhóm như thế thì được là đài thọ, được bồi dưỡng về cái thu nhập nhất định. Thì đây là cái hướng tốt mà tôi biết là các huyện và tỉnh Hà Giang đang mời nhân rộng cái mô hình quản lý. Viện Địa chất thì cũng đang và sẽ có những cái giải pháp nào khác để hạn chế tình trạng thiếu nước trên cao nguyên đá Đồng Văn hay không ạ? Viện Hàn lâm sẽ hợp tác với tỉnh Hà Giang để triển khai thử nghiệm một cái mô hình giảm bốc hơi, một vài cái mô hình để giảm bốc hơi, và tôi cho rằng có thể làm được về mặt công nghệ. Hai là giảm cái nâng cao cái chất lượng nước trong hồ. Vâng, hy vọng là với những cái công nghệ đến từ Viện Địa chất như vậy thì chúng ta sẽ mang lại một nguồn nước dồi dào hơn nữa, chất lượng hơn nữa dành cho những người dân trên cao nguyên đá Đồng Văn, đúng không ạ?
Thưa quý vị, là hơn chục năm trở lại đây thì Hồ Treo thực sự vừa là nguồn nước, vừa là nét đẹp về văn hóa và môi trường trên các vùng cao nguyên đá. Chúng tôi xin được cảm ơn những đóng góp và những chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Cao Minh và các nhà khoa học đã tạo nên sự hồi sinh đặc biệt cho vùng cao nguyên đá Đồng Văn này trong mùa khô. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia của Phó giáo sư trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ. Tôi xin cảm ơn.